Rồi, hello, chào mừng quý chị đã trở lại với kênh Mỹ Mô Tô Game nha. Hôm nay thì em có trở lại cửa hàng xe mới ở Bình Dương nha anh chị. Và đặc biệt hôm nay mình sẽ vào tới kho luôn anh chị ơi, để cập nhật những mẫu xe SH nè. SH phải nói là bao la luôn nha anh chị. Và anh chị mà muốn biết giá tháng 8 như thế nào thì mình coi trong video này ha. Mình sẽ cập nhật dưới hôm nay cùng với Trinh. Dạ, Chào em. hello cả nhà, cảm ơn tất cả các bạn đã click vào video này của anh Trinh ha. Thì ở kênh của anh Mỹ thì em hay quay những dòng xe con tay là chủ yếu, và một số dòng xe tay ga, ví dụ như Vision Vao thôi. Thì có nhiều, rất là nhiều anh chị có hỏi, có gọi điện thoại và hỏi là bên em không biết là có bán SH hay không. Thì ở đây thì em quay video này để trả lời cho mấy anh chị biết ha. Bên em thì SH thì đầy đủ tất cả các phiên bản luôn á mọi người. Đầy đủ tất cả các phiên bản của dòng SH Mod này dành cho nữ này, SH 125 và cả SH 160 cho mấy anh chị luôn ha. Và đầy đủ tất cả các phiên bản, tất cả các màu mấy anh chị lựa chọn. Ở đây thì nguyên một kho SH luôn á mấy anh chị. Ở showroom thì bên em không có trưng SH nhiều, nhưng mà ở kho thì rất là nhiều luôn. Đó mấy anh chị tham khảo nha. Đầu tiên là cái bản màu xám xi măng. Bản này là bản màu zin của nhà máy. Có cả SH 160 và SH 125 luôn ha. Đấy, cả nhà quan cái sát bản nha. xám xi măng này 125 này hiện tại giá sao em? Dạ, cái bản xám xi măng này hiện tại giá dao động là tầm khoảng 85 củ nha mọi người. 85 củ ha. Đó. Đây, rất là đẹp nha các bạn. Dạ. Đây là có màu đỏ nè. Dạ, đỏ này là bản 125 luôn em. Bản 125. Bản màu đỏ 125 thì cái bản tiêu chuẩn thì giá sẽ dao động là tầm khoảng 75 củ thôi. Đó. Những cái mẫu xe SH này nếu mà các bạn muốn lên màu sơn 3D luôn được không em? Dạ được anh. SH thì mình thường là dòng xe SH là dòng cao cấp, cho nên là bên em sẽ không có lên sơn sẵn hết cả nhà. Thì ví dụ như mấy anh chị mà muốn lên màu sơn 3D như thế nào thì đặt sơn thì bên em sẽ sơn cho mình nha. Đó. Mấy anh chị muốn sơn lên xe nào cũng được luôn. Dạ. Còn cái bản sắm xi măng mà bản 160 á, hiện tại thì giá như thế nào? 160 thì giá hiện tại đang dao động là tầm khoảng 103 củ anh. Và cái bản mắc nhất cho mấy anh chị là giá báo lại bao gồm thuế VAT ha. Đây. Là ở đây mình có chân không? 160 hay xám xi măng hả? Để em coi. Đúng rồi. Ở trong anh hoặc là ở đây nè. Để em coi. Cái màu xám xi măng giống nó nhau cũng tương tự như 125 đúng không? Rồi, nó tương tự như 125, ở đây 125 không ạ cả nhà ơi, nhưng mà bên em đầy đủ tất cả phiên bản ở kho khác nha mấy anh chị. Hiện tại đang ở kho khác nữa ha. Đây cả nhà, rất là nhiều. Các bạn mình fan SH thì luôn. Mình tranh thủ nha các bạn ơi. Rất đó. Là nhiều SH đẹp luôn. Rất là nhiều màu, nhiều mẫu cho mấy anh chị lựa chọn luôn nha. Rồi, SH Mod cũng vậy ha. SH Mod thì có đầy đủ tất cả phiên bản tiêu chuẩn này, phiên bản đặc biệt này, phiên bản cao cấp này, thì giá của SH thì đang dao động mà tầm khoảng 58 củ thôi nha mấy anh chị. Đó, cũng rất là cái mềm luôn nha. Bản SH lớn này nếu mà anh chị mình ở xa thì muốn thích bên em mua xe thì mình có cũng như là không đến cửa hàng được á, mình có ship xe luôn không em? Dạ có, anh bên em hiện tại vẫn đang hỗ trợ ship xe toàn quốc. Mấy anh chị alo cho em hoặc là nhắn tin trước cho em thì em sẽ hỗ trợ tư vấn kỹ hơn cho mấy anh chị nha. Và đặc biệt là khi mấy anh chị lên cửa hàng mua xe, bảo có liên hệ đặt lịch trước với em qua Zalo hoặc là alo trước cho em khi lên cửa hàng thì sẽ được hỗ trợ giảm thêm 2 củ giá xe nè, hỗ trợ thêm chi phí xăng xe lại và hỗ trợ giảm 50% chi phí gắn một số thiết bị bảo vệ xe nữa nha mấy anh chị ơi. Đó, đó. Và kèm theo rất là nhiều phần quà khuyến mãi nha. Anh chị mình cứ liên hệ qua số trên màn hình đó. Thì Trinh sẽ tư vấn chi tiết cho anh chị các bạn mình. Dạ. Đây. Đây, SH Mod này mọi người. Đối với dòng xe SH Mod thì mấy anh chị mua gốc chỉ cần trả trước cho bên em tầm khoảng từ 12 củ thôi nha mấy anh chị. Còn 125 thì trả trước tầm khoảng 15 củ, còn 160 thì trả trước tầm khoảng 20 củ thì rước xe về rồi nha. Ở đây mình có màu trắng với lại màu xám bạc ha. Dạ, màu trắng với lại màu bạc này và màu xám xi măng này mọi người. Đó. Xám xi măng màu zin đấy. Đúng rồi, màu zin hết. Đối với dòng xe SH thì bên em không có lên màu sơn 3D sẵn đâu anh. Đó. Cái bản màu xám xi măng này hiện tại là sao em, giá cao không? Giá tầm khoảng 90 mấy củ, 80 mấy củ thôi anh. 80 mấy là củ. ABS luôn ha. Dạ đúng rồi. Wow, rất là đẹp nha các bạn. Rất là đẹp luôn nha mấy anh chị. Các bạn mình yêu thích mẫu xe SH hạng sang thì mình tranh thủ nha các bạn. Rồi. Em xin lỗi em báo nhầm, bản này tầm 60 mấy củ thôi. 65 đúng rồi. Wow, các bạn mình em báo nhầm nha cả nhà, em báo nhầm cái bản 125. Báo nhầm cái bản 125. Tầm khoảng 68 củ thôi, còn các bạn tiêu chuẩn là tầm khoảng 58 củ thôi. Đó. Rồi, xin lỗi các bạn nha. Dạ, xin lỗi cả nhà nha, em báo chắc ai mà đã coi được khúc đầu bỏ khúc đuôi chắc tưởng trời ơi, thác sao mắc dữ. Thác mốt là mắc ngang cái thác 125. Rồi, dạ. Các bạn yêu mến hãy cho like mạnh nha các bạn và nhớ dạ. Mình chia sẻ video giúp em nha. Dạ. Và đừng quên đăng ký kênh để liên tục cập nhật những video mới và giá xe mới nhất nha các bạn. Dạ. Rồi, mấy anh chị mà đang có nhu cầu mua dòng xe nào thì hãy nhanh tay inbox ngay Zalo số điện thoại em có ghi dưới màn hình nha. Bên em có rất là nhiều dòng xe khác này nè mấy anh chị ơi. Có cả AB 125 này, AB 160 này, Ly này, đó rất là nhiều mẫu xe mấy anh chị lựa chọn luôn. Và có cả mô tô R5 và Vario này, Vario 125, 160, đó rất là nhiều mẫu xe hiện tại đang hot tại
thị trường Việt Nam mình luôn á cả nhà. Cho nên là mấy anh chị mà ví dụ như xem video này mà không có thấy cái mẫu xe mình đang muốn mua thì cứ alo cho em hỏi thì có hay không. Nếu mà có thì em sẽ tư vấn mấy anh chị nha. Nhớ lên cửa hàng bảo có liên hệ trước để được hỗ trợ giảm 2 củ giá xe này. Và mấy anh chị cứ kết bạn Zalo em gửi vị trí chạy qua cho dễ nha. Có ai mua xe dẫn lên gặp em Trinh gửi hoa hồng cho mấy anh chị nhé. Rồi, mấy anh chị nhớ đăng ký kênh này, chia sẻ video và cần em quay mẫu xe nào cứ bình luận ở dưới nha. Bye bye.